Sau một loạt các cuộc tấn công xảy ra dồn dập gây chấn động dư luận trong nước những ngày qua, thì nhà chức trách Pháp hiện đang siết chặt an ninh, tăng cường tuần tra nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Sau hai cuộc tấn công xảy ra liên tiếp, khiến khoảng 30 người bị thương và gây hoang mang cho dân chúng về nguy cơ gia tăng hành vi bạo lực trong cộng đồng, Thủ tướng Pháp Manuel Vaughan cho biết nước này đang đối mặt với một mối đe dọa từ khủng bố. Như bạn biết, có một mối đe dọa khủng bố nhằm vào nước Pháp. Tôi và Bộ trưởng Nội vụ đã nói điều này trước đây. Không nghi ngờ gì nữa, đó là thách thức lớn đối với chúng ta hiện nay. Cuộc tấn công gần đây nhất xảy ra vào đêm ngày 22 tháng 12 tại Nantes, khi một người đàn ông điều khiển ô tô lao vào một khu chợ đồng đúc khiến ít nhất 10 người bị thương. Trước đó, vào ngày 20 tháng 12, một đối tượng cũng đã cầm dao đâm bị thương bà sĩ quan cảnh sát trước khi hắn bị nhân viên an ninh tiêu diệt. Trong các vụ việc này, thủ phạm đều hét to, Allahu Akbar. Đây là một loạt các vụ việc gây sốc và làm gia tăng lo ngại cho công chúng. Chúng tôi muốn bảo vệ, trấn an người Pháp và chúng tôi đã sẵn sàng. Theo Thủ tướng Pháp, gần 800 binh sĩ đã được triển khai để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra.